Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ cô chú ơi, giờ này là 1 giờ rồi cả nhà. Thì ở trên mộ của cổ Nông Diễu Linh thì cả nhà thấy ha, nhìn tổng quan nè là khán giả có đến nhưng mà thưa thớt của chú anh chị lay rai ha. Hôm nay thì có lẽ là ngày mùng 5 tháng 5 thì bà con cô bác tranh thủ ở nhà để cúng ông bà cha mẹ, còn với lại quây quần bên gia đình của mình ngày Tết Đoan Ngọ cùng với gia đình, và có lẽ là cũng là đi du lịch với gia đình. Thì đúng hả cô, rồi cô để đây luôn con, rồi cảm ơn cô. Thanh nhang thì ở dưới nhang bên đây cô ơi, cô này dạ. Thì cô chú anh chị thấy ha, đây là cái mâm cúng mà khán giả gửi tiền cho mấy anh em YouTube đó cả nhà, cúng cho cậu. Thì ở đây có bên đây thì hai con gà với lại một con vịt heo quay đó, trái cây và bông, bên đây cũng vậy cả nhà. Nói chung là những mâm cúng rất là thịnh soạn, rất là hoành tráng luôn. Gà vịt heo quay hôm nay là cúng mặn cả nhà, hôm nay cúng mặn. Cô chú anh chị thấy là hai mâm cúng khá là hoành tráng. Đây, chị gái đây cũng đến viếng mộ cổ Nông Diễu Linh nữa nè. Thì ở bên đây thì ngoài ra cúng đồ mặn thì ở đây cũng có đồ ngọt cô chú anh chị, là mấy mấy hũ chè, chè cô chú anh chị. Đó, cả nhà cô chú anh chị ha, bà con cô bác đến đây thì cũng lai rai cô chú anh chị. Bây giờ không biết cái xứ này xứ đồ mà chị. Qua quỹ luôn cô, đến đây buổi trưa nắng cả nhà. Chế dụ cho cô thắp hương. Trên bầu trời thì cô chú anh chị thấy mây chuyển chuyển cả nhà, hy vọng là trời đừng có mưa. Hôm nay cũng rất là thịnh soạn luôn, hai mâm. Cô ở đâu đến rồi cô ha? Biên giới. Dạ? Biên giới. Biên giới là ở đâu cô? Gần Cao. Gần Campuchia luôn ha? Là ở Tây Ninh là qua đi đến đó hả cô? À, cô từ bên đó qua đây luôn hả? À, quý quá luôn cô chú anh chị ơi. Mà là cô vậy hả? Cô đi công chuyện rồi tới đây ghé thăm ha? Dạ, yeah. Quý u bẻ lại luôn nè. Con biết ở ở đây là ai không con? Trong đây là ai không? Ai? Ai? Vũ Linh là ai? Biết không? Biết ông Năm là ai không? Ông Năm ha, biết biết ông Năm là ai không? Ông Năm hát cái gì? Hát cải lương phải không? À, quá quý luôn cả nhà ơi. Bé tới đây thắp hương lại rồi hỏi ai, rồi bé nói là ông Năm. Bé nói là rất là quý luôn. Gia đình mình chụp ảnh đi ạ. À, chụp ảnh để làm kỷ niệm. Cô thì ở gần biên giới cả nhà. Xa lắm nha. Gia đình mình chụp không, em chụp giùm cho. Rồi vô chụp hết không, chụp chụp giùm cho. Ở bên đó là cô Thanh Trung Huệ ạ. À, ở phía này là mặt sau nha, bên kia là mặt trước á. Đây là sau lưng phía mộ bia của cô Thanh Trung Huệ. Cô chú anh chị thấy à, bên đây cũng có mâm xôi nè, gà heo quay nè, cháo nè, gỏi gà nha, gà luộc, gà qua gà nướng, hai con gà nướng, một con gà luộc, bốn con gà nướng, bên bàn bên đây tới bốn con gà nướng luôn, rồi gà luộc, cháo, bên cạnh là có trái cây cô chú anh chị, chôm chôm, táo, rồi... anh em quýnh tàn rồi, bông cả nhà, bình bông đó cô chú anh chị, phải nói là cậu Năm là số 1 luôn cả nhà. Thì mời cậu Năm về ăn.
mời cậu Năm về ăn với lại cô chú anh chị đồng nghiệp của cậu Năm. Quá quý luôn. Hôm nay là mặc dù bà con cô bác đến viếng không có nhiều, nhưng mà được con cái là bà con ở xa gửi tiền về cho mấy anh em để làm một cái mâm như thế này thì phải nói là quá quý luôn, đúng không cô chú anh chị? Không có ai có được đâu. Chỉ có đến thời điểm hiện tại thì em chỉ thấy có cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới có được như thế này thôi cô chú anh chị. Nắng quá cả nhà, rất là nắng luôn. Che bên đây thì bên kia nó ha, nó nắng. Để cái dù đây thì sợ gió nó bay. Ở dưới đây cũng có chè, bông sen. Đó, một con Năm Vũ Linh của chú anh chị. Cậu Năm đây cả nhà ơi. Cậu Năm ơi, cậu Năm về ăn mùng năm với lại anh em nha. Anh em YouTuber cậu Năm. Thì hiện tại giờ hôm nay thì bà con cô bác có lẽ là phải ở bên gia đình đó, ăn mùng 5 tháng 5. Ngày cái ngày Tết Đoan Ngọ đó. Thì bà con cô bác đến đây sáng nay thì cũng... ít cậu Năm, nhưng mà vô tức, nhưng mà tụi con vẫn còn ở đây. Cậu Năm cứ yên tâm, đừng có sợ buồn, tụi con vẫn ở bên cậu, bên mồ cậu, chăm sóc mồ cậu. Cậu Năm cả nhà, cúng này phải nói là cúng lớn luôn á. Bên bàn này hai con gà quay, hai con gà nướng, một con gà luộc, hai hộp heo quay. Bên đây thì một con vịt, hai con gà, ba con gà nướng, một con gà luộc với lại gỏi cháo. Bên đây khán giả tới nữa cả nhà, khán giả anh tới, anh đó anh tới nữa. Phải nói là quá quý cả nhà. Trong đây có đèn bên đây nè, cái đèn trên bàn thờ cậu. Mời khán giả tới viếng cả nhà. Anh trai mình ở đâu tới anh trai? Dạ. Thôi thì có lẽ em chia sẻ chút xíu cho cô chú anh chị xem ha, là một con Năm hôm nay cũng là có những chi tiết, là có những món ăn như thế này ha cả nhà. Thì bà con cô bác thì đến viếng này chút xíu rồi về, thì qua bên cái chòi mát bên kia ngồi hết rồi. Anh em cũng ra bên kia ngồi hết rồi. Giờ này thì mấy anh hoa viên bắt đầu cũng lại tiếp tục trồng cây của chú anh chị. Và em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào, bye bye cả nhà.